chấn động. Giới tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ gây sốc. Cuộc đời tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, được trời Phật độ mạnh, số đắc tài phú quý, càng già càng giàu có, đổi đời giàu nứt vách. Quý vị thân mến, sinh mệnh của mỗi người đều chỉ có một, thọ mệnh có thể dài, cũng có thể ngắn. Thế nhưng sống trên cuộc đời này sao ta có thể tránh khỏi những điều phiền phức, những lúc vất vả, gian nan buộc lòng ta phải cố gắng cắn răng chịu đựng mà vượt qua. Tử vi học cũng nói rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn, ngồi mát ăn bát vàng, mà tất cả những thành công của họ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, sự mệt nhọc và khắc khổ thấm vào từng thớ thịt. Trời sinh tuổi Bính Ngọ mang mệnh đắc tài phú, số này định rằng khi còn trẻ đã phải chịu nhiều khó khăn vất vả túng thiếu, nhưng nhờ sự chăm chỉ cố gắng và sống có đức độ của mình mà được bề trên chứng giám ban cho nhiều may mắn và tài lộc. Nhưng cũng chính vì trời ban số mệnh phú quý mà trên bước đường dẫn tới giàu có của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân đố kỵ, ganh ghét, ngấm ngầm hãm hại. Những năm vừa qua, Bính Ngọ liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm ăn thất bát nợ nần triền miên không trả nổi, cực khổ vô cùng. Tuy nhiên qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai, bước sang tuổi 59 của cuộc đời, các bậc thầy tử vi chiêm tinh học phương Đông có chỉ ra rằng những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, nếu chú ý điều này thì sẽ được cát tinh soi chiếu, thần Phật phù hộ mà cải biến số mệnh, lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục, vươn lên làm đại gia, tiền bạc ngập két, giàu như vũ bão, khiến ai ai cũng kính nể, đến khi về già sẽ tận hưởng phú quý vinh hoa, an nhàn hưởng phúc bên gia đình. Vậy, cụ thể vận trình tử vi chọn đời của người tuổi Bính Ngọ sẽ diễn biến như thế nào? Từ năm 59 tuổi sẽ xảy ra bước ngoặt nào? Bính Ngọ cần chuẩn bị ba việc nào để đón phúc an nhàn, tiền vàng ngập két, sống sung sướng đến cuối đời? Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé! Chán nhăn rồi tóc cũng đã hoa râm, mới thoáng chốc lên hàng năm rồi nhỉ, đã tồn tại trên đời năm thập kỷ, trong thâm tâm chưa kịp nghĩ mình già, gần nửa đời đã lẳng lặng trôi qua, đã vùng vẫy bao phong ba bão tố, khi sống lặng bình tâm ngồi nhầm số, được mất gì bởi duyên số cho ta, còn điều gì day dứt tuổi xuân qua, cố làm nốt khi ta còn có thể, kẻo hối tiếc khi muộn màng đã trễ, chuyến đò chiều bên bóng xế chờ ta. Quý vị thân mến, Bính Ngọ hiện tại cũng đã tròn 59 tuổi rồi, đối với hầu hết mọi sự đều đã sáng tỏ thông suốt, đã xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. Khi bước qua tuổi 59 và trải qua hơn nửa cuộc đời dài với nhiều khó khăn và vất vả, lúc này mọi thứ đối với Bính Ngọ không còn quá quan trọng, mà điều bản mệnh quan tâm là sắp tới bản thân có khỏe mạnh và bình an hay không. Quả thực thời gian không buông tha bất cứ ai, có thể biến ta từ tuổi trẻ mạnh mẽ sung sức, trở thành ông lão, bà lão, tóc bạc hoa râm, làn da đầy vết sạm nám. Cho dù Bính Ngọ từng một thời oanh liệt hoặc đạm bạc thanh cao, dù ra sao tất cả đều đã qua đi. Đoạn đường nhân sinh kế tiếp, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thực ra con người đã đi đến cái tuổi này, khổ sướng gì cũng đều đã trải qua. Thế nên chúng ta ở hành trình cuối cùng của nhân sinh này cũng cần thản nhiên vượt qua. Người già có thể trông cậy vào, chỉ có chính mình nhất định phải chuẩn bị từ sớm. Con cái đối với bạn là đạo lý. Hiển nhiên khi con cái đưa tiện cho bạn cũng không cần cự tuyệt. Trong cái thiện thì chữ hiếu đứng đầu, con cái hiếu kính bạn là tốt. Điều đó chứng tỏ bạn đã không giáo dục chúng một cách uổng phí. Nhưng bất kể chúng đối với bạn tốt đến mấy, cũng chớ quên nhân sinh phải dựa vào chính mình. Quãng đời còn lại ngàn vạn lần, đừng dựa dẫm vào người khác. Mỗi ngày trôi qua mệnh chủ chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi. Muốn đi du lịch thì cứ đi du lịch, làm những việc mà mình muốn làm. Người đã gần chạm mốc 60, có cái khổ nào mà chưa nếm trải. Nhân sinh đã đi quá nửa hành trình, quãng đời còn lại chỉ cần bạn đối đãi tốt với chính mình. Đến khi bạn già rồi bạn còn có thể dựa vào ai? Chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Ngoại trừ chính mình ra ai cũng đều có khả năng rời bỏ bạn. Đối với chính mình tốt một chút như vậy đã là đủ rồi. Cả cuộc đời vất vả kiếm tiền, đến cuối cùng lại không đối tốt với chính mình. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, liệu ai sẽ là vì bạn mà thật lòng rơi nước mắt? Chính vì thế, bản mệnh hãy cứ đối tốt với bản thân mình, đừng nghĩ nhiều như vậy. Và quan trọng nữa là vận trình phía trước vẫn phải bước tiếp. Nên dù thế nào bản mệnh cũng hãy xem hết luận giải dưới đây để nắm rõ vận trình cuộc đời mình sẽ diễn biến ra sao. Nếu như may mắn ập tới bất ngờ ta cũng có thể vui vẻ đón nhận, mà không may gặp họa cũng có thể tai qua nạn khỏi. Chỉ có khi hiểu rõ mình, hiểu rõ đời ta mới có thể an nhiên tự tại mà sống vui, sống khỏe, sống an lành. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu tính cách và tài năng làm nên vận mệnh cuộc đời người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Xem tuổi Bính Ngọ có thiên can là Bính, Dương Hỏa, ghép với chi Ngọ Dương Hỏa. Thiên can Bính là gì? Bính là can đứng thứ 3 trong số 10 can của thiên can, đứng trước nó là can Ất, còn đứng sau là can Đinh. Thiên can Bính chỉ về nội nhiệt, anh em với lửa, có hàm ý khí sớm dồi dào, nhiệt tình vui vẻ, thích hợp với mọi hoạt động xã giao.
Bính Hỏa trên khuôn mặt biểu hiện qua khu vực trán, trán thấp thì kém cuộc sống khó khăn, không có uy. Cổ nhân nói, Bính Hỏa mãnh liệt, coi thường xương tuyết, luyện được canh kim, gặp tân sợ khiếp, ý là uy lực của Bính Hỏa rất lớn, ngay cả xương tuyết cũng phải sợ nó, canh kim cứng rắn cũng bị nó nung chảy, nhưng khi gặp tân kim nó lại sợ hãi, vì tân kim hợp hóa thủy, Bính vốn là hỏa của mặt trời mãnh liệt, nhưng khi gặp tân kim, Bính Hỏa sẽ bị dập tắt, và còn sinh ra một lượng lớn thủy. Cũng chính vì điều này đại vận đi đến Bính Hỏa, phải lưu ý xem Bính có hợp với tân trong bát tự để hóa thành thủy hay không. Nếu có, không những trong 10 năm này không có hỏa, mà ngược lại sẽ có rất nhiều thủy. Nếu không nhận thức được điểm này, sẽ rơi vào cái bẫy của bát tự. Về phương hướng, Bính có phương chính nam, xét theo ngũ hành, Bính thuộc hành hỏa. Còn xem về thuyết âm dương, Bính là dương, thiên can này được gắn với chu kỳ sinh trưởng của thực vật, cung cấp năng lượng nhiệt cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Bính tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng, bóng đèn, đám cháy, cây đuốc. Người có thiên can Bính Hỏa, sáng dạ thông minh, trong suy nghĩ và hành động rất khoát rõ ràng, dám làm dám chịu, có nghị lực để vượt qua các khó khăn. Vì vậy, người Bính Hỏa không ích kỷ, có tính cách hướng ngoại, sẵn sàng cống hiến. Giả dụ, bạn muốn mượn tiền, hãy tìm người Bính Hỏa để mượn, cơ hội thành công sẽ rất cao. Người Bính Hỏa có tính cách tích cực và cởi mở như mặt trời, ý chí tiến thủ mạnh mẽ, tình cảm phong phú, thích hợp để làm lãnh đạo, thường là mẫu người nóng tính, cả nội tâm và sức sống đều mãnh liệt, dễ bị rung động, trọng những biểu hiện, có tính hình thức bề ngoài, tâm tính tuy quang minh lỗi lạc, nhưng lại hay cố chấp nóng nảy, có tính vội vã và ưa hoạt động, có khi quá đáng thành ra kẻ bận rộn và lao lực. Người có thiên can Bính Hỏa có khuôn mặt sáng, mắt sáng, lời nói có uy, ngoại giao tốt, phù hợp với các buổi tiệc tùng, quan hệ xã giao, nhưng cũng dễ bị hiểu lầm là thích phóng đại hiếu danh. Đàn ông thường được mẹ vợ, tình nhân bạn bè, nữ giới nữ chủ nhân giúp đỡ, nhưng lại cũng dễ bị hiềm khích hiểu lầm. Nếu là nữ giới mang thiên can Bính Hỏa, thường hay nóng giận với những điều không chân thật, bản chất tốt tính, nhưng hay nóng từ trong ra nên không được người quý mến. Người nữ thường cao số, nếu có gò má cao thì sát chồng. Nếu như bát tự của người Bính Hỏa quá nóng sẽ rất dễ trở thành người tính tình thô bạo, vì có ý chí phấn đấu rất mạnh mẽ. Hoàn cảnh càng ác liệt, càng khiến họ nỗ lực tiến lên. Đó là do hỏa có đặc tính là không ngừng bốc lên trên. Người có bát tự vượng hỏa, ý chí tiến thủ vô cùng mãnh liệt, tính tình hào phóng, cởi mở, vui vẻ giúp đỡ mọi người. Ngược lại, người trong bát tự nhiều thủy, thích yên phận, thiếu chí tiến thủ. Bính Ngọ là mẫu người đa năng, thẳng thắn, có tài lớn nhưng lại không có đất dụng võ. Mẫu người này thuộc tuyết nhanh nhẹn, phóng khoáng, ham vui, nhưng cũng mau chán, mau quên, thích làm việc lớn nhưng thiếu kiên trì. Người Bính Ngọ có thiên can Bính thường là người có số khổ trước xứng sau. Khi còn trẻ, Bính Ngọ thường phải mưu sinh vất vả, thậm chí phải lên núi cao, xuống sông sâu mới có thể khẳng định được bản thân mình. Vì tính cách cố chấp nên thời điểm này, Bính Ngọ thường hay va vấp, chưa thể tìm được định hướng đúng đắn cho mình. Tuy nhiên, với sự cứng cỏi bẩm sinh, Bính Ngọ vẫn có thể vươn lên sau sóng gió. Nếu được hưởng phúc đức của tổ tiên, người thiên can Bính dù vất vả thời tuổi trẻ, nhưng kể từ sau 50 tuổi sẽ dễ làm giàu nhanh chóng, khẳng định được địa vị của bản thân. Bính Ngọ thích hợp với những công việc như khai thác mỏ, dịch vụ cầu đường, buôn bán nhà đất. Bính Ngọ hợp với tuổi mệnh nào? Các tuổi hợp Bính Ngọ gồm Canh Tuất, Nhâm Tuất, Mậu Tuất, Nhâm Dần, Giáp Dần, Canh Dần, Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ và các ngũ hành kim, thủy và mộc. Còn tuổi xung khắc, Bính Ngọ kỵ tuổi Canh Tý, Mậu Tý và các mạng thổ, hỏa, mang hàng can nhâm quý. Địa chi Ngọ là gì? Nếu Bính có thuộc tính dương, thêm địa chi Ngọ hỏa cũng dương, chứng tỏ Bính Ngọ này có thể đạt được thành công. Khi xét về thiên can, địa chi, ta sẽ thấy can Bính dương hỏa kết hợp với chi Ngọ dương hỏa, tạo nên thế tương hòa tương đắc, sản sinh ra những tài năng lớn. Do đó, tuổi Bính Ngọ không những thông tuệ mà còn có sự hơn người xuất chúng, là người có năng lực đầy đủ, nền tảng vững chắc, hay gặp may mắn trên đường đời. Tuy nhiên, phần lớn tuổi này ở tiền vận ít thuận lợi, hậu vận nhiều may mắn suôn sẻ hơn. Tuổi Ngọ là mẫu người đa năng, thẳng thắn, có tài lớn nhưng lại không có đất dụng võ. Mẫu người này thuộc tuyết nhanh nhẹn, phóng khoáng, nhưng cũng mau chán, mau quên, thích làm việc lớn nhưng thiếu kiên trì. Người tuổi Bính Ngọ kiên cường mạnh mẽ, nhưng cũng thường hay tích tụ nhiều điều trong lòng, không thường xuyên bày tỏ cảm xúc, nên dễ mắc bệnh. Bản mệnh cần để ý đến tình trạng sức khỏe, thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhất là ở những bộ phận như miệng, dạ dày, lá lách. Xét về tính cách, tuổi Ngọ hay còn gọi là tuổi ngựa, nên tuổi này đa phần hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thạo chuyện xã giao. Mặt trái là họ có bản tính tò mò, hiếu kỳ, hay lo chuyện bao đồng, song cũng nhờ nhiệt tình giúp đỡ mọi người, mà người này được rất nhiều người yêu mến, họ có óc thẩm mỹ cao.
luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt nhất. Tuổi Ngọ cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Bởi vậy, cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác. Nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú. Khi công việc ấy khiến tuổi Ngọ cảm thấy nhàm chán, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi tuổi Ngọ bỏ lỡ đi những cơ hội vận may cho chính mình. Nhưng dù sau đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi Ngọ. Bù lại họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Nhờ vậy mà họ cũng đạt được không ít thành tựu nổi bật. Tuổi Ngọ là những người có tấm lòng nhân hậu, cao thượng và rất tốt bụng. Ở họ toát ra khí chất năng lượng tích cực cuốn hút người khác. Tuổi Ngọ làm việc gì cũng suy tính cẩn thận, nên rất ít khi mắc phải sai lầm. Họ thường sớm có định hướng trong sự nghiệp, biết rõ những gì bản thân cần làm để đạt được mục tiêu. Đa phần tuổi Ngọ thường nắm giữ những vai trò quan trọng trong một tổ chức, tính cách khiêm nhường, không khoe khoang hay tự cao tự đại. Điều này giúp cho tuổi Ngọ rất được lòng người khác, đi tới đâu cũng được yêu mến kính trọng. Họ cũng là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm ỉ lại vào bất kỳ ai, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Thời còn trẻ, tuổi Ngọ thích đi du lịch ở khắp mọi nơi để khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ. Họ ít dành thời gian cho gia đình mình bởi sự hấp dẫn thú vị của cuộc sống bên ngoài. Bởi vậy, họ sớm trưởng thành và tự lập hơn, biết tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Tính cách của người này có phần hoang dã, yêu thiên nhiên và thích hưởng thụ cuộc sống tự do cùng những người bạn của mình. Khi trưởng thành, tuổi Ngọ có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng. Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn gian nan, thử thách, ý chí của tuổi Ngọ vẫn không bị mai một. Ngược lại, họ càng quyết tâm cố gắng phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn. Cuộc sống của họ nhờ vậy mà tràn đầy niềm vui, thoải mái, lạc quan và yêu đời. Tuổi Ngọ thích những nơi đông người và luôn có mặt trong những buổi sự kiện quan trọng. Họ rất tự tin và cởi mở. Đó là lý do tại sao tuổi Ngọ có nhiều mối quan hệ rộng rãi. Trước đám đông, họ thu hút được sự chú ý của mọi người bởi tài năng giao tiếp khéo léo và phong cách thời trang độc đáo của mình. Vận mệnh tử vi chọn đời người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 là những người mạnh mẽ, cương trực và dũng cảm. Họ có tinh thần học hỏi cao, thích vượt qua những khó khăn thử thách, có cho mình được nhiều bài học quý giá. Người tuổi này có khả năng làm lãnh đạo, họ uy tín và trách nhiệm cao. Nếu có mục tiêu rõ ràng hoặc được định hướng tốt, thì tuổi Bính Ngọ 1966 thường đạt được thành công sớm. Nhưng nếu bị mất định hướng, thì có lẽ thành quả sẽ đến chậm hơn. Cuộc đời được Phật Bà Quan Âm độ mạng, thời trẻ thường vất vả, bắt đầu ổn định từ trung vận, công việc được nhiều suôn sẻ, thuận lợi. Những người tuổi này sẽ vất vả nhiều về gia đạo và con cháu, sang đến hậu vận mới được thành thơi hưởng phúc. Người tuổi Bính Ngọ được dược sư Như Lai hộ mệnh, Phật Tỷ Sa Môn Bồ Tát ban phúc, được Phật Văn Thù Bồ Tát ban trí. Họ là người khôn ngoan, nhanh nhẹn, thông minh, lại luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, nên nhận được sự yêu mến và phước phần lớn. Trên chặng đường sự nghiệp luôn có quý nhân phù trợ lúc khó khăn, công danh gây dựng được từ tiền vận, đến hậu vận thì càng rạng rỡ, sự nghiệp vững chãi, tài vận dồi dào từ trung vận trở đi, không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Đặc biệt, người này tính cách vui vẻ, lạc quan yêu đời, nên dù có gặp những vướng mắc trở ngại nhỏ trên đường đời, thì họ cũng hoàn toàn không để tâm, mà vẫn giữ thái độ sống rất tích cực. Nhờ bản tính tốt bụng nhiệt tình, luôn giúp đỡ mọi người mà người này được rất nhiều người yêu mến. Có quý nhân chỉ lối dẫn đường khiến vận thế sự nghiệp của người tuổi Bính Ngọ khá tốt, dễ giành được thành công. Có điều, họ lại mắc một tật là chỉ quan tâm chú ý đến công việc mà thiếu sót trong việc chăm sóc gia đình. Người này có lòng đam mê công việc và có tham vọng khá lớn. Tuổi này được Thế Chí Bồ Tát bảo hộ, nên có gặp nạn tai cũng qua được bình an. Theo tử vi chọn đời, tuổi này hưởng thọ trung bình từ 75 tuổi đến 89 tuổi. Nếu ăn ở hiền lương, thật thà, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức thì ắt được tăng tuổi thọ. Tài vận chọn đời tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tử vi chọn đời tuổi Bính Ngọ, tài lộc có rất nhiều thành công vang dội, cũng gặp phải không ít thất bại bẽ bàng. Vận thế tài lộc của họ cũng thăng trầm bất ổn tựa như vậy. Nếu đi theo con đường kinh doanh thì có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cuộc đời nhiều biến động nên nguy cơ tán gia bại sản cũng rất cao. Nếu lựa chọn con đường đầu tư sinh lời thì phải kiên định giữ chính kiến của mình, đừng nghe lời dư luận đảo điên mà lỡ dở thời cơ, phải kịp thời nắm bắt cơ hội và có kế hoạch đầu tư hợp lý. Có vậy mới có được thành công. Song,
phải luôn nhắc nhở mình về vận thế bất ổn. Chỉ cần bạn lơ là mất cảnh giác là có thể phá sản như chơi. Chính vì thế mà trước khi quyết định một chuyện lớn hay đầu tư vào lĩnh vực gì, cần suy xét kỹ càng và cân nhắc thật cẩn trọng. Hãy tìm những đối tác làm ăn là những con giáp hợp với tuổi của bạn. Đối với tuổi ngọ đó chính là Dần và Tuất. Đây là những vị quý nhân đem lại may mắn tiền tài cho bạn. Nhìn chung, vận trình tài lộc của Bính Ngọ 1966 cũng khá tốt. Những con ngựa lửa rất giỏi kiếm tiền, không riêng gì có thu nhập cao từ việc làm của mình, mà còn hoàn toàn có thể tăng trưởng kinh doanh thương mại. Bính Ngọ không cảm thấy stress với việc kiếm tiền, chỉ cần có thể đạt được điều gì đó, Bính Ngọ luôn chuẩn bị sẵn sàng làm. Tiền của Bính Ngọ không những ổn định, mà càng về sau còn đến rất nhiều. Người này cũng tiêu xài hoang phí, khi còn trẻ sẽ mua gì tùy thích, không cần xem xét nhiều, làm được tiêu được. Tuổi này còn tiêu nhiều tiền cho bè bạn và người thân trong gia đình, lòng hiếu thảo của Bính Ngọ phải nói là vô bờ bến. Song vào thời kỳ trung vận và hậu vận, thì phái đẹp có nhiều điều tốt đẹp về yếu tố tình cảm lẫn tài lộc. Đặc biệt, bước sang năm 2024, tức Bính Ngọ 59 tuổi, nhờ sự hỗ trợ tích cực của thiên ấn, tỷ kiên, việc kiếm tiền trong năm 2024 của bản mệnh khá hanh thông, thu nhập từ công việc chính phụ đều tăng tiến. Ngoài ra, có thể thêm nguồn thu nhập phụ khác từ việc đầu tư, kinh doanh, nghề tay trái, thu nhập tốt hơn so với năm ngoái. Chỉ cần tuổi Bính Ngọ luôn nỗ lực và có nhiều hoạt động tích cực, thì sẽ không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Đó chính là nhờ những mối quan hệ ngoại giao rộng khắp và thái độ viên mãn về cuộc sống đã đem lại phúc tài cho bạn. Sự nghiệp chọn đời tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tử vi chọn đời tuổi Bính Ngọ, nhiệt tình sôi nổi, khẳng khái, cương trực, có tố chất lãnh đạo, họ phóng khoáng, tư tưởng rộng mở, óc sáng tạo phong phú, cũng rất có tài năng thiên bẩm về diễn xuất và kịch nghệ, có tham vọng lớn, có ước mơ gây dựng sự nghiệp vững vàng hùng mạnh. Nếu may mắn gặp được người lãnh đạo khiến họ thấy tâm phục khẩu phục, thì họ sẽ là cấp dưới mẫn cán và trung thành, không một lời oán thán mà gánh vác hết trọng trách, thậm chí ngay cả những công việc tẻ nhạt ngoài sở thích cũng chẳng chối từ. Vận tài lộc không thuận sẽ ảnh hưởng đến tài chính, bởi phần lớn mọi người đều trông cậy vào công việc, sự nghiệp để tăng thu nhập. Muốn có cuộc sống sung túc giàu sang, thì trước tiên phải tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp. Lời khuyên cho tuổi Bính Ngọ trong công việc làm ăn, bản mệnh phù hợp với các công việc tích cực, cộng thêm sự khéo léo trong các mối quan hệ thì mới mong đạt được thành tựu. Đối với hoạt động thương trường chớ vội vã, hay bỏ vốn ngay kẻo rơi vào cảnh khốn đốn vì những đống hàng hóa lớn. Người tuổi Ngọ tối kỵ xa vào tửu sắc và những thứ hư vô lãng phí khác. Nếu họ không làm chủ được mình trước cám dỗ và không tự giác rút ra được, có nghĩa là đã tự kết liễu cuộc đời mình. Trong cuộc đời, người tuổi Bính Ngọ có lúc thăng trầm khốn khó, nhưng nhìn chung cũng gặt hái được thành tựu rực rỡ trong giai đoạn về sau. Trên con đường quan trường nên tuyệt đối tránh xa việc giao tranh kiện tụng. Nếu xảy ra việc kiện tụng, phần lớn họ sẽ bị thất bại. Người tuổi Ngựa luôn có nhiều bạn bè xung quanh, nhưng cuối cùng họ vẫn chỉ có một mình. Họ chỉ muốn đi theo con đường riêng của mình, chạy tự do trước mọi nẻo đường cuộc sống. Trong quan hệ giao tiếp, họ luôn đề cao ý thức cộng đồng. Họ là những người miệng nói tay làm, nên các công việc của họ tham gia phụ trách đều phát triển thành công. Xem tử vi chọn đời cho thấy, bước sang năm Giáp Thìn, sự nghiệp của người tuổi Bính Ngọ có những quãng thăng và những quãng trầm, do đó bạn cần phải tập trung vào nhiệm vụ của mình. Chỉ cần lơ là một chút thôi cũng khiến tiền bạc thất thoát. Có thiên ấn và tỷ kiên đồng hành trong năm 2024 này, bạn giữ được đầu óc tỉnh táo và sáng suốt. Nếu tập trung làm việc, bạn có thể đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, giúp ích cho việc khẳng định vị thế, thậm chí có thể trở thành người dẫn đường, giúp tập thể tìm ra hướng đi mới phù hợp. Hãy luôn nhiệt tình và cố gắng trong công việc, bởi công sức của bạn sẽ luôn được lãnh đạo nhìn nhận và đánh giá cao. Nếu giữ vững được phong độ của mình, cuối năm bản mệnh không thiếu cơ hội thăng chức, tăng lương, nhận được sự ngưỡng mộ và nể phục của mọi người. Tuy nhiên, hãy luôn cẩn trọng vì hung tinh Phi Liêm và Thiên Cầu vẫn luôn rình rập, báo hiệu những cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Bạn nên tỉnh táo để nhận ra những cái bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn. Muốn thành công giàu có thì cần phải bỏ công bỏ sức, chứ không thể ngồi mát ăn bát vàng. Ngoài ra, hãy tránh đôi co với người khác, để mình vào cảnh thị phi, gây ảnh hưởng tới danh tiếng. Với những chuyện không quá to tát, bạn nên chín bỏ làm 10, đôi khi nhận thiệt về mình một chút để đạt được những bước tiến xa hơn. Việc làm ăn của người làm kinh tế nhìn chung bình ổn, không biến động quá lớn, không có cơ hội hốt bạc của thiên hạ. Song may mắn là đương số cũng không cần phải đối diện với quá nhiều nguy cơ hay rủi ro tiềm tàng. Khi đã bắt tay vào làm việc gì hay đầu tư dự án nào, bản mệnh cần phải hết sức tập trung và nghiên cứu kỹ, kể cả trong những công việc quen thuộc, để tránh xảy ra lỗi. Nếu sai phạm xảy ra, việc bạn phải dùng tiền của mình để đền bù là không tránh khỏi. Nhìn chung, trong năm Giáp Thìn này vận trình bình ổn,
sự nghiệp có lúc thăng lúc trầm, nhưng tài chính vẫn cân đối, tiền bạc vào ra đều đặn, đời sống vật chất khá rủng rỉnh. Tình cảm gia đạo chọn đời tuổi Bính Ngọ 1966. Tử vi chọn đời tuổi Bính Ngọ, mặt tình cảm lãng mạn mà sôi nổi, họ coi trọng vẻ bề ngoài nên rất dễ rung động trước cái đẹp. Người này yêu nhanh mà kết thúc cuộc tình cũng nhanh không kém. Nam giới là người độc lập mạnh mẽ, có chính kiến riêng, không thích dựa dẫm vào bất cứ ai, cũng có đầu óc tư duy nhanh nhạy nên hiếm khi bị mắc bẫy. Nam giới tuổi Bính Ngọ là người có chính kiến cá nhân, lại thêm tính cách cẩn trọng, không hay ỷ lại vào người khác. Vì vậy trước khi làm bất cứ điều gì họ đều nghiên cứu rõ ràng, trong tình cảm rất ít khi bị chơi đùa, lừa gạt. Nữ giới tuổi này suy nghĩ khá thực tế về tình yêu, họ không mơ mộng viển vông xa xôi, song người này dễ cảm thấy cô đơn, trống rỗng, nên nếu có một người rộng vòng tay bảo vệ và che chở thì họ sẽ không ngần ngại gì mà đón nhận. Tuy nhiên, nếu tình cảm quá nồng nhiệt mạnh mẽ thì có thể sẽ khiến họ có chút suy nghĩ. Trong hôn nhân Bính Ngọ có gia đình êm ấm, hòa thuận cả cuộc đời, có nhiều yên vui, vào thời kỳ trung vận và hậu vận rất tốt, cuộc đời của nam mệnh tuổi Bính Ngọ được sung sướng, gặp nhiều may mắn thời trung vận, nhưng lại khổ tâm về con cái, hậu vận sẽ được sống an nhàn sung sướng, nếu sinh vào những tháng 8 và 12 âm lịch, sẽ có 3 lần thay đổi trong cuộc đời, sinh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 9 và 10 âm lịch, thì có 2 lần thay đổi, sinh vào những tháng này thì hưởng được hạnh phúc toàn vẹn, đó là tháng 5, 6, 7 và 11 âm lịch. Con nữ mạng Bính Ngọ phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống. Tuy nhiên, tuổi này vào trung vận và hậu vận có số tốt đẹp về tài lộc, lẫn tình cảm. Nếu sinh vào những tháng 4, 9 và 12 âm lịch, thì cuộc đời bạn sẽ có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Nếu sinh vào những tháng 1, 2, 5, 8 và 10 âm lịch, thì cuộc đời bạn sẽ có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Nếu sinh vào những tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch, thì cuộc đời bạn sẽ được hạnh phúc trọn vẹn. Về sức khỏe chọn đời tuổi Bính Ngọ 1966. Tử vi chọn đời tuổi Bính Ngọ mặt sức khỏe, do có hỏa trong tuổi khiến dương khí quá vượng, nên âm khí dễ suy, hay bị nóng trong, bức bối khó chịu. Hỏa khí thông với tâm, tâm là hỏa tạng, chủ mạch máu chính, có vai trò cực kỳ to lớn trong sinh lý con người. Tâm chủ tàng thần, thất thần giả vong, đắc thần giả sinh, do đó, người này phải đặc biệt chú ý giữ tinh thần bình ổn, tránh kích động nóng nảy, nên ăn nhiều thực phẩm bổ âm. Ngoài ra, Phật độ mệnh của tuổi Ngọ là Đại Nhật Như Lai. Nếu con giáp này mang theo người những vật tượng trưng của Phật, hoặc dốc lòng thờ cúng sẽ được Phật che chở bảo vệ, phù hộ độ trì vượt qua những nạn bệnh tật, đau ốm. Trong vận số cuộc đời được Phật Bà Quan Âm độ mạng ban cho sức khỏe tốt, có ốm đau đôi lần nhưng không quá nghiêm trọng, song nên thay đổi những thói quen sinh hoạt không tốt, nhất là về vấn đề ăn uống, là người có tấm lòng nhân hậu, bao dung. Bởi vậy, Bính Ngọ được nhiều người yêu quý và được hưởng tuổi thọ cao từ 75 đến 89 tuổi. Nếu làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người, cuộc đời tuổi Bính Ngọ sẽ gặp thêm nhiều may mắn thuận lợi, sống lâu trăm tuổi. Tiếp theo là vận mệnh của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 theo tháng sinh âm lịch. Một năm âm lịch gồm 12 tháng, người tuổi Bính Ngọ dựa vào tháng sinh để xem chi tiết số mệnh. Sinh vào tháng 1 âm lịch. Người sinh vào tháng giêng bản tính phóng khoáng, rộng lượng, là một người năng nổ, nhanh nhẹn, cởi mở, vui vẻ, luôn nhận được sự yêu mến từ những người ở xung quanh. Hơn nữa đời sống gặp được nhiều điều tốt lành, sự nghiệp suôn sẻ. Tuy nhiên cần phải nắm bắt được thời cơ đúng lúc, còn không sẽ vụt qua mất. Sinh vào tháng 2 âm lịch. Đây là những người ưa thích cuộc sống thanh nhàn, không phải hơn thua với đời. Họ muốn được tự do theo đuổi những gì mình thích. Về số mệnh, bản mệnh được quý nhân phù trợ, hưởng phúc phần từ ông bà cha mẹ. Đời sống luôn được bình an, nhàn hạn, tự do, không bị ảnh hưởng xấu quá nhiều từ môi trường xung quanh. Sinh vào tháng 3 âm lịch. Những người sinh tháng 3 âm lịch rất biết tính toán, để ra chiến lược và nỗ lực thực hiện. Trong việc học hành luôn có được may mắn, tính tính chân thành ngay thẳng, có tấm lòng yêu thương người. Dù là ai gặp khó khăn cũng đều ra tay giúp đỡ không đòi lại. Càng lớn tuổi thì sự nghiệp càng phát triển tốt hơn, có tiếng tăm trong xã hội, nhận được sự kính trọng từ nhiều người. Sinh vào tháng 4 âm lịch. Tự lập từ lúc còn nhỏ, bản mệnh tự mình gây dựng cơ đồ, dũng cảm vượt qua nghịch cảnh, nên ý chí vô cùng sắt đá, không dễ gì làm họ dao động. Họ rất biết cách tận dụng cơ hội làm ăn, tiền tài như nước, nhưng lại khó khăn trong việc tiết kiệm. Chính vì vậy nên đời sống vật chất sẽ nằm ở mức ổn định, không quá mức phát triển. Sinh vào tháng 5 âm lịch. Có ý chí, nhận được nhiều thành công, thời trẻ mạnh cách chịu vất vả ngược xuôi bươn trải để kiếm sống và chứng tỏ năng lực bản thân. Khi về già sức khỏe tốt, được hưởng phú quý phúc phần bên bạn đời con cháu, tình cảm và gia đình đều tốt đẹp,
vợ chồng hòa hợp và yêu thương. Sinh vào tháng 6 âm lịch, siêng năng, chăm chỉ nhưng lại không được thành quả tốt nhất, do vậy cần phải có sự quyết tâm và nắm bắt đúng thời điểm. Con đường lập nghiệp của người này nhiều chông gai, phải đổ nhiều mồ hôi mới thu được trái ngọt, do vậy bản mệnh cần kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng, tất sẽ nhiều khởi sắc. Sinh vào tháng 7 âm lịch, những người này trí tuệ hơn người, dù vướng trở ngại nào cũng đều tìm được giải pháp gỡ bỏ. Trên đường công danh, mệnh chủ cần đề phòng tranh chấp kiện tụng, làm ảnh hưởng tới uy tín bản thân. Sinh vào tháng 8 âm lịch, tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 8 trí dũng song toàn, đầy đủ phẩm chất của bậc quân tử. Nhờ vậy mà họ được giao cho nhiều trọng trách trong công việc, đường công danh thăng tiến nhanh chóng. Tuy nhiên trong vận số dễ có tiểu nhân dòm ngó, nên cần phải tập tính cẩn thận, tính toán kỹ lưỡng, suy nghĩ chín chắn thì mới không thất bại, cuộc sống không thiếu thốn, cũng không quá giàu có. Sinh vào tháng 9 âm lịch, người sinh vào tháng 9 thông minh trí tuệ, tuy nhiên thiếu sự kiên trì và quyết tâm, lại bị phân tâm bởi người khác, thế nên sự việc dễ dàng thay đổi, cuộc sống nằm ở mức độ trung bình, đủ ăn đủ mặc. Nhưng nếu người nào viết vận dụng tài năng, có chí cầu tiến thì vận mệnh cực kỳ sáng lạn, rực rỡ. Sinh vào tháng 10 âm lịch, cuộc đời những người này phải trải qua rất nhiều cung bậc thăng trầm, họ không có quý nhân nâng đỡ, nên sự nghiệp muốn thành công phải biết chịu đựng cực nhọc, vất vả, đến cuối cùng sẽ được kết quả xứng đáng. Sinh vào tháng 11 âm lịch, xét tổng thể, vận mệnh người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 11 không có hoạn nạn nào nghiêm trọng, tuy nhiên, họ khá khó để tìm được bạn đồng hành, đồng nghiệp tương trợ. Sinh vào tháng 12 âm lịch, khi đi học người này thường xuyên đạt thành tích tốt, rất có tư chất và nghị lực, khi lớn lên vận mệnh thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt, phúc trạch kéo dài. Quý vị thân mến, từ sau 59 tuổi hãy duy trì 3 thói quen này thì được hưởng phúc báo dài lâu, viên mãn. 1. Sức mạnh của phúc báo. Sống trên đời này, mỗi người đều có một số mệnh, và vì mỗi người đều có nhân duyên và tính khí khác nhau, nên phúc báo của con người cũng không giống nhau. Có người có tiền bạc, nhà cửa, có người nổi tiếng, có người thì xinh đẹp, có người lại tu hành thành công. Đó chính là do con người gieo trồng ở kiếp trước, bởi vì nhân duyên, thói quen, nên có những phúc báo khác nhau. Nếu một người làm nhiều việc thiện, họ sẽ giống như một cây ăn quả, hạt giống sẽ lớn dần lên và kết quả là phúc báo sẽ vô tận. 2. Có tấm lòng rộng lượng. Trên đời này có 10 chuyện, thì đến 8-9 chuyện là không như ý. Nếu không thể khiến lòng mình khoan thai nhẹ nhõm, thì mỗi ngày trôi qua chỉ toàn nỗi dày vò. Người hay tính toán chi li nhỏ mọn khi phải nhìn nhận một người, một việc đều sẽ rất thiền cận. Đó là đang tự hạn chế tầm nhìn bản thân, cho dù mệnh có tốt cũng khó mà thành tài. Người có tấm lòng độ lượng, trạng thái tâm lý cũng tự nhiên sẽ tốt hơn. Điều này cũng giúp họ có thêm năng lượng để xử lý những chuyện quan trọng hơn. Ngoài ra, mối nhân duyên của những người có tấm lòng rộng lượng đều khá tốt, hiếm khi xảy ra mâu thuẫn với người khác, nhờ đó có thể tích lũy thêm được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. 3. Suy nghĩ tử tế. Hãy học cách vun trồng phúc báo cho chính mình. Hãy bắt đầu từ một thiện niệm, dù nhỏ nhưng cũng sẽ trổ hoa tốt đẹp trong tương lai. Người ta thường than thở số phận không may mắn, làm gì cũng gặp khó khăn, nhưng thực ra là do phúc báo chưa đủ. Muốn cải biến vận mệnh của mình thì bạn nên thay đổi tâm thái của bản thân, thay đổi thái độ không muốn trả tiền, sợ mất mát, ích kỷ và thờ ơ, thích phàn nàn, tham lam và các vấn đề khác thì mới có một cuộc sống tốt đẹp và may mắn. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết chia sẻ luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.